Xin chào các chị và các bạn nữ thân mến. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một bí quyết làm đẹp từ một loại nước uống hoàn toàn tự nhiên, sẽ giúp giảm cân, làm đẹp da, tốt cho sức khỏe mà không phải lạm dụng các phương pháp có trên thị trường hiện nay. Và bí quyết hôm nay ở đây đó là một loại nước uống được chiết xuất từ 100% mầm đậu xanh, có kết hợp với sữa tươi, sẽ cho ra một thành phẩm sữa mầm đậu xanh vừa thơm ngon, thanh mát, giúp dáng gọn gàng, làn da khỏe mạnh và mịn màng, cùng nhiều lợi ích của sữa mầm đậu xanh đối với sức khỏe. Để thực hiện được món sữa với công dụng tuyệt vời như thế này, thì ngay bây giờ mình xin mời các chị và các bạn hãy cùng mình thực hiện nhé! Đầu tiên để thực hiện được món sữa mầm đậu xanh thì mình sẽ đi ủ mầm đậu xanh trước. Để ủ mầm đậu xanh thì ở đây mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu như sau: 100g hạt đậu xanh nguyên hạt. Với hạt đậu xanh thì các bạn nên lựa những hạt đều, không bị sâu và đặc biệt là màu xanh tươi để đậu sẽ lên mầm đạt được mức tốt nhất. Và tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bạn sẽ tăng giảm làm sao cho phù hợp. Với cách thực hiện này thì các bạn có thể áp dụng với đậu nành đều được nha. Và ở đây thì mình có sử dụng ở đây là một ít nước ấm 30 độ. Bây giờ mình sẽ cho phần đậu xanh vào nước ấm đã chuẩn bị để ngâm. Các bạn lưu ý đối với phần nước sẽ ngập gấp 2 lần phần đậu nhé. Và hôm nay ở đây thì mình ngâm với nước ấm 30 độ nên mình sẽ ngâm trong 4 giờ đồng hồ. Nếu các bạn ngâm bằng nước lạnh thì sẽ ngâm từ 6 tới 8 giờ đồng hồ nha. Sau thời gian là 4 giờ đồng hồ thì bây giờ mình sẽ cho đậu ra một cái rổ. Dụng cụ để ủ mầm đậu xanh thì ở đây mình sẽ chuẩn bị là một tấm khăn mỏng và mềm và một cái rổ, kèm theo đó là một cái chậu. Nếu các bạn ủ nhiều đậu thì sẽ chọn dụng cụ lớn hơn. Với cái khăn thì các bạn sẽ nhúng nước để tạo độ ẩm nha. Tiếp theo đó thì sẽ trải tấm khăn lên mặt rổ và sẽ rải đều đậu lên. Đậu đã được rải đều và sẽ bịt kín lại bằng lớp vải trên cùng. Và các bạn sẽ dùng bao ni lông màu đen hoặc là một cái vung đậy kín lại để nơi khô ráo và thoáng mát và có bóng tối nha các bạn. Thời gian để ủ được mầm đậu xanh thường là 20 đến 24 giờ đồng hồ. Tùy theo nhiệt độ và độ ẩm thì đậu sẽ nảy mầm sớm nha. Trong thời gian này thì các bạn sẽ tưới nước từ 1 tới 2 lần bằng nước ấm 30 độ, mỗi lần cách nhau từ 4 tới 6 giờ đồng hồ để mầm sẽ lên nhanh và đều. Với thời tiết ấm áp, kết hợp mình đã tưới nước ấm một lần sau thời gian là 18 giờ đồng hồ thì đây là thành quả mầm đậu xanh mà mình thu được. Vì để thực hiện sữa mầm đậu nên các bạn chỉ nên cho hạt đậu nảy mầm một chút như thế này là được nha. Không nên cho lớn quá hoặc là đã tách lá thì cái phần đậu sẽ kém đi chất lượng. Với mầm đậu xanh này thì sẽ có hai cách để thực hiện. Nếu các bạn làm nhiều và uống không hết trong một lần thì các bạn sẽ phơi khô và nghiền thành bột. Cách thứ hai thì mình sẽ làm mầm đậu xanh tươi và bây giờ mình sẽ cho mầm đậu ra ngoài để thực hiện món sữa mầm đậu xanh. Sau khi đã thu được mầm đậu xanh, với phần đậu xanh này thì các bạn có thể để nguyên cả vỏ để thực hiện, nhưng để uống được ngon hơn, nước mịn và không có vị chát của vỏ đậu thì bây giờ mình sẽ thêm một chút thời gian để nhặt phần vỏ này đi nhé. Mầm đậu xanh sau khi đã được nhặt vỏ sạch, bây giờ thì mình sẽ đi rửa lại với nước. Vậy là mình đã thực hiện xong cách ủ mầm đậu xanh và đã sơ chế xong. Bây giờ mình sẽ đi thực hiện cách nấu sữa mầm đậu xanh nhé.
Nguyên liệu để thực hiện món sữa mầm đậu xanh thì ở đây mình sẽ chuẩn bị mầm đậu xanh sau khi đã được sơ chế sạch. Một hộp sữa tươi 180ml có đường. Nếu các bạn muốn giảm cân thì các bạn sẽ thay bằng sữa tươi không đường. 100ml nước lọc và máy xay sinh tố. Đầu tiên để thực hiện thì mình sẽ cho phần mầm đậu này vào máy xay sinh tố. Kèm theo đó là nước lọc. Và sẽ mang đi xay thật mịn nha. Mầm đậu đã được xay mịn, bây giờ thì mình sẽ cho vào một cái nồi. Và cho sữa tươi vào luôn nhé. Sẽ khuấy đều. Sau khi các bạn đã xay, nếu các bạn thấy phần sữa nó đặc quá thì có thể thêm từ 150 tới 200ml nước lọc. Sữa sẽ không bị vón và khét khi nấu. Và sẽ bắc nồi sữa lên bếp. Sẽ nấu lửa nhỏ, khi nấu thì các bạn sẽ khuấy đều tay để phần tinh bột không bị lắng xuống đáy nồi. Và bây giờ mình sẽ nấu để sữa sẽ được sôi. Vậy là sữa đã sôi, bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Các bạn lưu ý không nên để sữa sôi lâu quá thì cái phần sữa sẽ biến chất và kém đi chất lượng. Để uống được ngon hơn thì bây giờ mình sẽ để cho phần sữa này được nguội và sẽ thưởng thức. Thành phẩm món sữa mầm đậu xanh đã được nguội. Để món sữa được ngon hơn khi uống thì mình sẽ thêm một ít đá lạnh vào ly. Và sẽ cho sữa vào nhé. Với mầm đậu xanh kết hợp với sữa tươi khi uống sẽ không bị ngán, có vị ngọt thanh, có công dụng và lợi ích rất chi là tốt cho sức khỏe, thì các bạn hãy thực hiện một tuần 3 tới 4 lần để mang lại hiệu quả tốt nhất. Một ngày thì các bạn có thể uống từ 200 đến 300ml đều được. Và các bạn nên sử dụng vào buổi sáng để mang lại hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Với phần sữa còn lại, sau khi đã thực hiện thì các bạn sẽ bảo quản vào ngăn mát của tủ lạnh và sử dụng từ 1 tới 2 ngày tiếp theo. Trong mầm đậu xanh có các thành phần chất xơ, protein, sắt, canxi, phosphor và các axit amin như vitamin A, B1 và B2, có tính hàn, khi uống sẽ có vị ngọt thanh, có khả năng giải nhiệt, giúp đào thải mỡ thừa, có ít chất béo và calo nên các bạn yên tâm khi sử dụng. Đối với công dụng đẹp da, sử dụng thường xuyên giúp chị em phụ nữ sẽ đẹp lên nhanh chóng, với nhiều dưỡng chất giúp điều hòa nội tiết tố, ngăn ngừa lão hóa, rối loạn tiền mãn kinh, thiếu canxi ở phụ nữ. Vì vậy các chị và các bạn hãy sử dụng để có một làn da mịn màng và chắc khỏe, kéo dài tuổi thanh xuân. Với cách thực hiện vô cùng đơn giản và thêm chút ít thời gian thì các chị em hãy thực hiện để có một dáng người thon gọn và làn da mịn màng cùng nhiều lợi ích của sữa mầm đậu xanh đối với sức khỏe. Và bây giờ video thực hiện cách ủ mầm đậu xanh kết hợp với làm sữa mầm đậu xanh để giữ dáng đẹp da của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình nha. Và xin chúc cho các chị và các bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất từ món sữa hôm nay nhé.